17 triết lý sống bình dị của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thưa quý vị, những vị Đạt Lai Lạt Ma luôn gửi gắm tới thế giới những triết lý sống lương thiện, hạnh phúc, bình dị với mong muốn mọi người đều có thể sống lạc quan, vui vẻ và hạnh phúc. Hãy cùng chúng tôi chiêm nghiệm những câu nói hay từ Đức Đạt Lai Lạt Ma ngay sau đây. 1. Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính chúng ta. 2. Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không thể, ít nhất không nên hại ai. 3. Nếu muốn giúp người khác được hạnh phúc, hãy học cách từ bi. 4. Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là sự tử tế. 5. Hãy nhớ rằng, khi không đạt được những gì ta muốn, đôi lúc là một sự may mắn tuyệt vời. 6. Chúng ta có thể sống thiếu tôn giáo và thiền định, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu không có tình người. 7. Chúng ta không bao giờ đạt được hòa bình trên thế giới, ngoại trừ chúng ta phải thực sự có hòa bình trong chính mình. 8. Hãy tử tế với bất kỳ ai, bất kỳ khi nào ta có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế. 9. Nếu có sợ hãi về nỗi khổ, niềm đau, ta nên quan sát xem mình có thể làm gì với chúng hay không. Nếu ta có thể đối đầu với chúng, không có gì phải lo lắng về chúng cả. Nếu ta không thể làm được gì, càng không nên lo lắng về nó. 10. Nếu không yêu thương chính mình, ta không thể yêu thương người khác. Nếu ta không có từ bi đối với mình, ta không thể phát triển lòng từ bi với người khác. 11. Tiềm năng con người vốn bằng nhau. Cảm xúc, tôi không có giá trị, là một nhận định sai lầm. Ta có năng lực tư duy, có ý chí tiến lên từng ngày. Thử hỏi ta thiếu cái gì đây? Nếu ta có năng lực ý chí, ta có thể thay đổi mọi thứ. 12. Bằng bạo lực, ta có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng đồng thời ta đang gieo các hạt giống bạo lực khác. 13. Danh ngôn Tây Tạng có câu: bi kịch nên được sử dụng như nguồn sức mạnh. Bất luận là khó khăn nào, kinh nghiệm đau khổ ra sao, nếu ta đánh mất hy vọng, thì đó mới là lúc thảm họa ập về. 14. Các sinh vật đang sống trên địa cầu này, dù là con người hay con vật, đều có mục đích cống hiến cho cuộc đời theo cách riêng của mình. 15. Hãy học các nguyên tắc để biết phá vỡ nguyên tắc đúng cách. 16. Trong cuộc chiến vì sự tự do, chân lý là vũ khí duy nhất mà chúng ta sở hữu. 17. Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà thực ra là biểu hiện của sức mạnh.